Chào cô chú anh chị, bữa nay mới về được bộ 92 lái mép 35 của dạng nam. Vỏ còn khá mới nha, mũi thì cặp inox. Chỗ này thì có khờ khờ khờ, có quét lại. Vỏ còn khá mới nha cô chú anh chị. 92 lái ngang mép 35. Còng chổi lên bè hết luôn nha. Với còn 4T84. 4T84 chục bộ nha. Con này cắt trong thùng phát điện nha cô chú anh chị. 4T84 đầu xám. Năm mươi lăm người gửi tới 61 người mốt tua bàn 6. Con này bao gồm bình nước ngọt, bô luộc này, bô hai da chụp bô này, là xương hàng nhớt của máy thủy nha, chế vỗ xương hàng nhớt của máy thủy luôn. Đây nguyên cụm, đây giọng, đây chụp bô này chưa có gơ lắc, chưa lên nhớt nha cô chú anh chị. Nhìn cầu thì hai lớp ống phun inox hết nè, đó bên chế. Nhìn cầu khá chắc chắn nè, tiếng dịch inox chỉ có quặng nước là có nứt hàng lại thôi. Đồng hồ báo nhớt luôn em. Đây là đẩy ra sao tắt. Này lỗ khóa đề. Này chụp gen go lại. Bát dày em. Cung chổi chổi từ đây dài ra trước luôn. Cái cứng hàng cầu lại. Máy là nguyên zin nha cô chú chị. Nắp lắp chưa luôn. Nắp lắp chưa bung, mặt ram chưa bung. Chặt te thì có bung nha. Te nó bị lủng, nó bị lủng chỗ này nè, hàng lại hàng thao. Máy tình trạng sao thì em báo chị gì nha. Nói chung là máy thì bao của chú anh chị chưa ra hơi. Bình nước ngọt này là bao không sôi ha, chứ không phải là bao sôi ha. Bình thì 70 GS lắc nước. Phun bộ về cô chú anh chị chỉ đổ dầu là chạy. Nhớ cái mới thay luôn. Để test máy cho cô chú anh chị coi. Nói thì quá quýt rồi.